mừng nghe con mẹ sao con có tên nó biết được cái gì. Rồi món quà đầu tiên là cái gì nào? Cái này là Levi. Quà của bạn nào? Của bạn Levi, tại cái này bạn có hay cắt. Ok. Xuyên luôn. Xuyên cắt luôn. Cái tiếp theo. Xoay ra đây hình con gì đấy? Ủa, hộp nhỏ là bóc sau hả? Đâu được sang? Đồ của Nam cách để ra riêng để hồi tí nữa mai mang lên lớp cho Kỳ Nam nào. Cái đồ đấy Kiến không dùng đúng không? Không có. Con trai mà đúng không? Tự nhiên mẹ lấy cái này làm cái gì? Thôi mẹ lấy đâu, vì có hai bàn hai bên, một bên là của Kiến, một bên là của Kỳ Nam mà mình cứ xếp lộn xộn như này. Từ từ để đứt tay kìa. Cái gì vậy? Lego. Ủa gì mà tao hỏi gì mà? To quá. Ôi mẹ ơi, cứu con. Xem nào. Mốt sinh nhật con, mọi người viết tên Kỳ Nam hay Khôi lên giùm con nha. Để họ bỏ qua mà. Sao vậy? Mẹ cũng cho con cái búp bê thì nên tặng con sinh nhật tháng 6. Có con búp bê mẹ con hay như tặng mẹ con. Tí vậy thôi mà. Cho con thích búp bê này không? Con cứ tính bằng xinh quá. Mẹ ơi,
rồi rồi, để đây nè. Mẹ lấy luôn đi à? Thì tao mẹ bóc bóc một chưa? Mẹ ơi, cái này cái hộp này có kỳ nam. Kỳ nam, ok, mai giả kỳ nam, ok. Cái này có con, tại bạn Dương đưa tặng ai rồi. Bạn Dương, bạn có giả bạn Dương chưa? Anh bao cái không? Đó. Đấy, bóc cùng đi. Bóc cái rồi bóc hộ phụ kiện đi. Tay thì đấy, làm rồi. Wow, tuyệt vời. Cái gì vậy? Ok. Cái này không cần bóc, chỉ cần biết đâu bằng vút thôi, bằng viết. Tí nữa vẽ. Rồi thì rồi, bóc. Anh bóc dùng cho em đi này. Nào, anh đọc dùng. Đọc bức tâm thư của bạn đi. Có, đọc đi nào. Kìa, quà kìa, anh Long bé bóc quà gì ra cho kiếm kìa. Kìa, anh hỏi con chó. Ủa, con chó. Mẹ ơi, có bạn nào tặng con cái bình nước nè mẹ. Xinh nha. Quà của con lấy đi. Chế, vậy là con búp bê mẹ không có được mang đi dục với nha. Quê, yippee, yippee. Đưa cái hộp đây cho chú. Dạ. Đưa cái hộp đây. Dạ. Bóc xong hết đưa mấy cái hộp ra đây. Vứt ra hết đây. Tí nữa nói cô bỏ rác đấy, bỏ hết rác. Đúng không? Nào. À, cái này gói đẹp này. Nè, cái không được thì đây. Đây đây đây. Đây tổng tài sản của các bạn con lì xì con này. Đã tặng quà đây. Đây. Mọi người đếm này, 100. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 triệu này. Đóng vào đây. Đây. Rất kìa, rất một đồng nhỉ. Đấy, đóng một đeo đi. Có búp bê nữa kìa, búp bê bông. Này. Con gì vậy? Kiến nó ngồi nhét hết vào đi nào. Nhét luôn đi. Còn nhét cuối cùng. Rớt tiền kìa. Còn bên này 3 tờ này.
cất tiền trong túi đi. 4 tờ luôn bây giờ. 3 tờ rồi. Lấy cái gì chặn lại cho không nó bay hết bây giờ. Lấy cái sổ chặn lên. Đúng rồi. B à? Đứt tay bây giờ. Không phải sách. Mấy cái này đâu này? Một clip đập hộp bất ổn. Đúng rồi. Wow, cái này cái gì? À, color pencil. Ôi, đẹp nha tí. Ui, lại cái bình nước, lại cái bình nước rồi. Rồi, nhìn cái này kiểu gì, nó cũng là búp bê nè. Ai vậy? Ai vậy? Bí Bảo. Bạn con chuyên gia chọc con luôn, chuyên gia chọc gái luôn. Để con đủ mấy lần mà chưa chờ. Lần này cho anh đúng luôn nhá. Học rất nhiều. Đây. Sao vậy Long? Sao nó biểu cảm nghĩ về Kiến đi. Anh lỡ cắt đứt con rồi. Rồi xem nào. À cái kéo nó chọc vào đúng không? Không sao, cô cá sao cũng chạy. Em sợ cá sao lắm, anh cắt đứt là đúng rồi. Tôi mổ được nó luôn cho mấy anh. Đúng rồi, đúng chỉ em đúng không? Ôi cái này khó quá. Tí anh giúp em làm. Anh chịu, anh chịu. Tí giúp em nha.
Rồi, con này dễ thương này. Tôi vứt qua bên này chứ. Vứt quà của kiến vào bãi rác. Rồi. Còn mấy cái đấy xé được, xé luôn. Bất ổn. Một clip bất ổn. Một clip bất ổn. Mẹ Trang bây giờ mới cắt phải đi xin đi tour phim. Nên là cảm ơn tất cả các bậc phụ huynh, những người bạn của Trang đã mua quà tặng cho Kiến. Rồi Trang giờ này Trang đi làm đến một giờ đêm mới về. Rồi là đây, món quà. Cảm ơn rất nhiều. Đã ngồi xem một bài trên trường. Cũng là chờ. Kiến ơi, Kiến Kiến nói cảm ơn mọi người, các bạn trong lớp đi nào. Cảm ơn, con cảm ơn cô bác ở cơ. Con cảm ơn cô chú bác. Cảm ơn mấy ông bà. Mấy ông bà, mấy bạn tôi. Còn con, Ủa Anh ơi, cái này xe gì má? Xe người yêu của nội. Cái bà này. Bác cứ mua quà cuối đi nào, như đây nào. Quà cuối sẽ được. Quà cuối của ai cho con vậy? Quà cuối con cũng chẳng cái hộp này là bạn Anh Duy để tặng con. Ô, con gánh cụ em thích rồi. Ô, con gánh cụ giống hồi trước mình biết thích quá, nhà có gánh cụ tí rồi. Thế nhờ anh Mr. Việt. Chào anh Mr. Việt đi. Hiểu tin đây. Cái đứa cái đứa mà đứa bé nào mà tặng nó một món quà này cực kỳ hiểu nó luôn. Hiểu tin. Con nói chưa được phải không? À con nói con yêu cầu mua không? Không. Cái này món quà này. Món quà mày tặng con. Chỉ có thế thôi. Yeah, thích quá đi. Wow. Quà mày tặng là chỉ thế thôi. Món quà cuối cùng có vẻ hơi nặng. À, có vẻ to nhưng mà hơi nặng. Ai, gói hôm ra cho anh đấy. Rồi anh thấy gì? Được chưa? Bóc đi nhanh lên nào, bóc đi để kết thúc lấy điện thoại này, mở ra này. Bóc thư tình kia kìa. Thư tình kìa. Không phải. Thư tình kìa, mở ra kìa. Đây là thư tình kìa. Mở ra kìa. Bóc thế thôi, Kiến thôi, kéo đây. Đó. Làm cho anh bà ơi. Bà làm bao giờ xong bà? Hôm nay là cô giúp việc dọn mệt nghỉ luôn. Cô giúp việc mới vào làm 3 ngày mà bị dọn thế cho cô chết. Cô yên tâm đi cô. Một năm một ngày sinh nhật thôi. Này cái gì đây? Xem đi. À cái này ngủ cái gì vậy? Đưa xem nào. Đưa cái đấy xem nào. Cái này ngủ cho mẹ. Đây món quà to nhất. Món quà to nhất này. Đưa em xem nào. Con của người ta tặng mẹ cũng là của con. Con cũng là của mẹ. À không phải, mẹ nhầm. Mẹ chạm chu. Đây để đây của cầu. Lại cắm lên là nó cắm lên nhá. Cắm lên nó sáng lên. Hết chưa? Thôi. Cúp chưa? Ok rồi, mọi người chưa? Rồi, kết thúc video này. Cảm ơn ai này, cảm ơn ai này, cảm ơn lại này. Cảm ơn này này Kiến, không cảm ơn anh Long à? Em cảm ơn anh Long mấy này. Ê, nhà bao nhiêu bộ đồ ngủ cô mặc một bộ này sao? Người ta tưởng nhà có đến 70 bộ đồ ngủ, ngày nào cũng mặc bộ này bộ hồng. Người ta cứ tưởng nhà tôi chỉ có một bộ. Đây cái gì đây? Wow, đồ tai à? Đồ này đồ chơi sức lam. Có người tặng con bộ đồ luôn á nè. Ừ, ok chưa? Thank you chưa? Vấn đề bản chất là nhà nó rất nhiều.